bà ăn không dính luôn đó bà. Gì Cái gì bông rong bà ăn chăng? bà nói là con cá bà cũng ăn, là tại vì con cá là bà, con heo cũng là bà, hồi đó vậy đó bà đẻ ra, Bà tạo ra bà chứ không phải là bà bà đấy. đẻ nó ra luôn à. Bà đấy ra số ăn bà. Ngày xưa chừng đó có ai đâu, trong rừng bú không bà, cho nó Mình bà nói tạo với ra, nhau, như là mình tạo ra mình ăn được chứ mình sanh ra đâu được. Như con của mình này xong ăn bà. bà nói trong rừng hồi đó thú vật là gì, thú dữ là gì cũng là bà ở chung với nó. Hồi thời đó có mình nên bà chưa có ai, Cái xác mình ra đây, cái hồn khô mình có thể là mình lên trên thiên học rồi sau này mình trở bà nói lại còn khôn còn gì chân á, cái đó thay lương tâm mình hoài á, đừng có đổi thừa khôn chân là quỷ ma không, nó khôn cái gì, nó có hồn khôn hồn khéo gì chân, không có hồn nào hết trơn á, quỷ ma nó ra vô rồi nó xuất ra đi vậy thôi chứ không có hồn khôn hồn khéo gì chân á. Nhắn hoài cho bà bà quên nữa, mà bà nói là giờ bữa nữa bà trao kinh thăng cho những người gì đó bà ờ thì có bà nói để đứa già khi ông vua về mà tính cho vậy thôi chứ không có cái gì á, để ông vua đang chọn đó mà, hai chữ đất nước nó chọn cho à, chứ giao cái gì gì bây giờ thì con của bà đem về vậy thôi, giao cái gì cho kinh thăng đâu. gì đó bà. Ôi tại nó cùng nó điên mấy chục năm nay nó làm gì á, là đất nước nó gạt nó giống đó. Ồ, nó Nhầm ngồi cùng nhầm nó mà điên nhầm à. người về phần là nói là trao kinh thăng là như thế nào đó bà, mình Kim hiểu thân gì đâu, bữa đó kim thân đó, con phải ông đó kim thân nó có gì đâu, ơi đời đời là dĩ thôi không có cái gì, nói tầm bay tầm ba thôi, kim thân gì đâu, là không phải bà nói lương tâm mình là kim thân thôi, không ai không chứ không ai cho, không ai trao cái gì cho được hết rồi, gọi ký vô giữa lương tâm mình thôi. Này là như vậy đó, bà nói hoài chúng nó cũng vậy thôi à, giờ tùy chúng nó sửa được hay không mà tùy thôi. Ô nó chửi nó mắng bà, nó chửi đất nước quá trời ơi, con của bà đem đâu đem đi, tôi cũng giờ không ngó tới đâu. Ô hỏi nó có quyền gì nó nói vậy à. Cái cảnh giới Cho được sao thằng chó ơi, bà nói nó giành tôi với bà, cái tôi cảnh quần này cái què cảnh đâu giới âm phủ với đó mà thấy nó tôi. có ghê gớm không bà, Bà nói có gì thì như trên này vậy thôi, chúng con đàng hoàng đem xuống dưới vậy thôi chứ nó không có mấy có người mà ở trên đây phạm tội trần gian này xuống dưới có bắt tội gì không bà? à, có đứa ngỗ nghịch như vậy thì nó bắt đi đất nước nó bắt đi đó, nó có bắt đi Có khi nào có mà bắt lầm không bà? không làm được. Ừ, tại vì nó đã kiểm tra được con người là đúng hay sai, có lương tâm hay không là không lầm à, còn con người có lương tâm hay không á thì nó cũng chọn riêng một phần để nó giải quyết phần cho con em sau này vậy thôi à, nó đầu tư lại có hết trơn, cái trường hợp có hết. Như ở trên này làm được cái nhiều cái gì tốt, làm nhiều cái việc thiện mà xuống dưới rồi ổng cho lên là những cái người đó lên vô nhà giàu hoặc là vô nhà quyền quý hay bà Cái thấy đó vậy. thì nó tùy theo trường hợp sau này à, để hai chữ đất nước ấy, để bà tiên bà thánh ấy tính lại coi sao à, làm gì cũng phải có hai tiếng đất nước đó mà à, tại vì chúng con đi dưới đất nè à, chúng con uống hàng ngày hen, chúng con ăn vô hen là như vậy đó, bà nói với con là như vậy à, từ cái nết ăn nết ở của nó đó mà đó, mà nó ra như vậy đó đó, thấy chưa con thấy không. À, đời là vậy à, sống lúc nào mình cũng nói mình tu á, mình xem đứa con nó thường quá trời, mình nghĩ mình hơn nó mình tu chỗ nào trời, ta mới đẻ ra ta hơn rồi. À, ngày lớn giống ai gan á, sao ngộ giống ai gan vậy à, nó cùng dâu giống thằng cùng đó À, đời là vậy cái bé Tình Lam mới đẻ ra là 4 tuổi mà thuộc kinh rất là hay đó bà. ờ thì cũng có luôn nọ, cái đó là bên nhà tiên thánh người ta cho đọc vậy thôi chứ không có gì. Thì bà tiên bà thánh cho đọc Sao mà nhớ hay quá ha bà, thì bên đây dạy ha, con hiểu không, có nhiều khi nó miệng lên ta liền nó vô, vì nhiều khi cháu ta đây mà đọc ta lớn cái này mà chưa nó biết đọc người cuốn kinh ta nào hết cho nó trơn, đọc vậy thôi vì cháu không biết nè thì quên à, hoài à à không ngoan nhớ. ngoan không có gì, kinh giảng ngộ lắm khi trời với đất cho thuộc không cho thuộc được à, là như vậy cho đọc được cho đọc là vậy thôi. Chứ không phải mỗi người đọc được các bạn. Là như vậy đó, sống phải có trời có đất là có đất nước à, khi đất nước đồng ý à, mới được à, đọc mới được tu, còn không đồng ý cũng không được đâu à, tại vì con ăn con uống không cẩn thận đó à, con xem thường à, con xem thường đất nước rồi chưa à.
Tại sao những người mà rất là thông minh, những người mà rất là không thông minh là lý do sao bà? À thì đứa trẻ ta đẻ ra ta muốn nuôi dưỡng á, thì người ta luyện vô cho nó chuyện này chuyện kia, cho nó đọc kinh nhập giảng đó, mà đoạn cho đầu óc bên đây người ta nghe đoạn dạy quần chúng nhân dân đó, đọc hoài chẳng thấy gì thôi, cuối cùng thì không có gì. Thì nói con bé kia thông minh chẳng phải thông minh gì đâu, à đằng này ta nuôi dạy nó vậy thôi đó mà, là vậy đó, là vậy thôi chứ không có chuyện gì. Nhưng người lớn mà vẫn đọc không được đó bà. À, đúng rồi, tại vì á là nó không khôn khéo à, nó ăn uống không cẩn thận à đó, nó giúp bày hay như vậy á, thành ra tám ưa vậy đó. Ta lấy là chứ lấy chứ khôn là hả bà? Không có cái gì, không ai lấy hết trơn, tại nó khôn thôi, tại nó dũng ngoan à, cho cái thằng của con đã cho con ra thân rồi mà muốn lấy lại làm gì nữa à. Đúng à, chị nhớ mình đó, nói đúng à. Chị nhớ ở trên lấy của mình đó bà. Bà nói không ai lấy hết trơn á, vẫn còn nguyên ở đó đó, mà tại có con ngoan, tự động tới con không chịu học ngoan đó, con cứ học dạy hoài vậy đó, tại con thôi chứ không tại ai chứ à. Không phải, không phải, không nhận, không phải, không nhận bà vậy đó. Con đứa bà chọn lại có sao đâu, con số bà vẫn chọn đó à, không phải đâu, tại vì con hư thân thôi chứ không phải gì hết trơn. Sao nhiều người con, tự con lại khi dễ này, con khi dễ kia, mà lại giải thích hết rồi. Sao nhiều người học hoài mà không không khôn, chẳng ngu bình thường. Thì bà nói nó đã ngu thì nó ngu thôi, là nó ngu tâm ngu tánh cái đó rồi, dạy gì nó cũng ngu à, ngoan à, cái cầu nó vui vẻ khi nước lên bà đi xuống đó à, à thì chơi dơ vài bữa bà đổ cát lên cho cát như vậy đó, như vậy bà có thu thập hết rồi bà dạy cho vệ sinh sạch sẽ hết đường mương này đó, phần đó thì có chứ không phải không, mà cát của bà để làm gì có đó, đổ hết trên sạch sẽ đó mà, cái mương này, cái này cái mương thôi chứ có cái gì đó. Bà hỏi bà gì nè bà, cũng như cái xác mình ra đây, cái hồn khô mình có thể là mình lên trên thiên học rồi sau này mình trở lại. Bà nói hồn khô không gì chân á, cái đó hay lương tâm mình hoài á, đừng có đổi thờ khô không chân là quỷ ma không, nó khô cái gì. Nó có hồn khô không khéo chân, không có hồn nào không chân á, quỷ ma nó ra vô rồi nó xích ra đi vậy thôi chứ không có hồn khô không khéo chân á, rõ ràng là gì thôi. Chứ không phải cái hồn khô mình đi lên trên mình học trên tiên thánh đó. Không ai học gì đâu. Quỷ ma nở trên đó rồi nó xuống nó da vào con, nó nói tầm bậy tầm bạ con xích ra đi thôi chứ không có còn dạy gì đâu, cuối cùng nó biết hết trơn rồi đó. Hỏi gì nữa đó, cái tâm cái tánh mình xem ra thôi hả bà. Rồi bà có điều gì mà nói gõ gõ chút xíu bà không cho hiểu không bà? Bà nói tại chúng nó không chịu tin à, không tin bà với con mà tin quỷ tin ma đó. Bà nó không tin người ta đó, người ta trước mặt cái đi dắt con dân này nè, không tin ai, nó xí 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 xó 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 à, nó tin quỷ tin ba là ma chứ gì nữa. Ba ở đầu này đầu kia là gốc cây gốc cỏ về với nó, ôi trời quê kìa. Bởi bà nói với con hôi thấy mắc mê luôn à, đó. Sao về chút xíu nó vô nó ngồi phải không, nó ăn rồi vô uống vô nó ngồi phải không à, nó nói là nó về tiên về về cổ vậy phải không, tiên cổ ở đâu, quỷ ma ở trầm xóm ở đọt cây đọt cỏ vậy, da vô nó vậy đó, cái bắt đầu cái tới giờ xích ra rồi thôi, đi tiên thánh gì đâu là vậy, nói chung hôm nay giống vậy đó, ngoan là vậy thôi. Chứ không phải tiên thánh gì tái xuống hả bà nó tiên ở đâu mà vô được nữa, đã nó xí nó xóa người này xí xóa người kia, nó nghĩ là nó tu mà tu ở đâu chứ, tu lương tâm nó tu trong này nó không tu ngoan cái gì con gớt á. Chị gớt mẹ hết rồi thì là như vậy thôi, không có gì. Chiều nay bà nói với con là vậy đó, tại vì cái dòng sông này nó cạn rồi nè bà, lại bà nhìn ngó coi á là thời gian sau này á làm sao, bà nói thật ra cái sông này có khi là rút khô luôn, con nhìn nè đó cá kìa, sông này sao khô luôn nè, bà cho con đi tận đáy sông này luôn hiểu không. Bà đổ cát đá cho con đi luôn. Không có cá đâu, đem ra ngoài kia hết rồi à, dẫn cá ra ngoài hết rồi cho khô luôn. À, ở trên là như vậy đó, ở trên vẫn đi bình thường à, còn nếu mà có mà muốn cho nước vào giỏ giọt cho chạy bình thường à, cắt đá không chứ không có cái gì, ra một chút thôi, bỏ chút dịch nọ lấy dịch kia à, vậy đó thôi, không có cái gì đó. À, ơi, bà thì đổ mới cắt gì mà xong giờ cắt bệnh à. Bà không mà bà cho con mà cho con ăn đó, con giờ không có làm được gì chứ bà. À, sao không được, còn ở đó ông vui giữ lại rồi, đâu đó giữ trong điện thoại này nè, điện thoại cho táo này, giữ cho táo nó giữ hết rồi, đừng có lo à, vậy bà, đó. Hù bà không mà cho con hai cái mọc gì mà ấn vậy đó. À vậy hả, ngoan rồi chết rồi, không có nồn nhắc cái tiếng đó hoài, ô cái đó có chữ ông vua. Mà thấy đâu có làm được cái chuyện gì đó. Ông vua giữ lại sao không làm được. Là bà nói cái tiếng đó, tiếng của ông vua à, bà vẽ cái tiếng ông vua à, để chứ là cái tay của con đó thì đâu đó chứ đâu còn đó đó. Bà nói ông vua lấy lại rồi, không có gì là hả, gì cho chi mà ở bà lại. Nói con nghe thì gần bà ông vua muốn giữ con đâu đó đó, mà giữ trong cái điện thoại này nè, hai cái điện thoại nè, đem vô đó rồi
thời gian sau thì ông vua có gặp con, nhưng mà không gặp đâu, rồi đem con về đất nước. Ở trong đất nước này nè, hiểu chưa? Có người mất thận xác không hay đó. Rồi sao mà cho con xài mà tiên ổng lấy lại? Không có phải, ông vua giữ đó cho con. Giữ cho con à, phải rồi, cũng hỏi bài bài tới đi à. Chửi mắng cái đằng kia nó nói giữ giùm đó. Rồi chừng nào trả lại cho con? Ở đâu nuôi con luôn, trả gì nữa cho cái đó con, là bắt con ăn nuôi đấy, trả gì đâu. Thằng kia chửi xiên xéo rồi, nói nuôi nó chửi quá trời chửi luôn à. Bà nói bây giờ ra số gì, nó nói nó tu mà có tu đâu vậy đó, thì bắt nó chết hết rồi. Thì không lấy bắt con trở bà hoài hả? Không có cái gì thì cho con cái tiếng đó vậy thôi, cái tiếng của ông vua đi đâu à, là điện con chở bà vậy thôi, không có cái gì à, ngoan à, cây xanh trên đó kìa. Bây giờ cây xanh của nhà vua cho con trồng hoài, bông này nhắn thọ hay là bông này bông kia tới Tết đang cúng đó. Trên đàn của quyền con đó thì ông vua trồng cho không đó, là nói là vậy thôi, chỉ nhà vua cho bông thôi chứ không ai chứ. Chứ mấy bà cho sao? Bà trồng bông. Thì ông vua không lo với bác chuyện đó, bắt bà lo nữa sao chứ, bà xuống đây mệt mỏi lắm rồi là như vậy đó. Như vậy chứ không quan gì. Này vua mình để cho lính tráng lo bà thì đúng rồi, lính tráng lo không chứ vua lo nào đâu à. Là cự đứa này đứa kia nó lo, hai chữ tiếng đất nước lo. Thôi bà để cho ông vua lo đi, bà lo chi cho mệt thằng bà. À, đúng rồi, bà đâu có lo đâu, bà ngồi đây chứ bà lo nào đâu à. Ngoan, là con nói câu này ngoan lắm, ký vô đây à. Có công việc gì cho bà về ông định một chút coi nào. Đất nước con nghĩ làm sao à. Nó tu quỷ tu ma con ơi, đợi vợ tu quỷ tu ma mà anh đòi người ta. Nó biểu bà phải ra vô nói mà nhắm bà ra được không, cho nó tin quỷ tin ma rồi mà nó không tin người ta. Ở ngoài đường đi vô nó nạt nạt sách nạt người ta. Rồi người ta nào mà theo nó thì quỷ ma nó theo đó. Chị nghe nói ông ngoài xuống trao kim thăng. Bây giờ bà nói con nghe, hứa cho nó hay là quỷ ma nó hứa. Ông Hoàng Hoàng nào hứa. Bà nói ông vua bà không có làm chuyện đó mà, hiểu chưa? Quỷ ma nó cho bây giờ mấy thằng tu nó tức giận lắm rồi á. Nó tu quần kệ tưởng đi giờ nó thậm tệ lắm luôn rồi. Thì thôi em có chuyện gì nói thêm cho bà nghe, có chuyện gì nào. Đất nước con đâu rồi? Đất nước con nói làm gì à? Bà đây à? Thì bà đây chơi nữa. Sao người nói ông vua 45 tuổi, người nói ông vua 7 tuổi, người nói ông vua 65 tuổi là không biết ông vua nào hết trơn. Ôi, 65 tuổi là bà đây chứ ai nữa. Là bà nhiêu tuổi rồi bà? Thì bà 65 tuổi nó chửi hoài đó. Bà 65 tuổi hả? Bà nói à, 65 cuộc đời của chúng bay. 65 tuổi là bà tuổi gì bà? Bà tuổi gì đâu, bà con khỉ leo hoài à. Con khỉ chuyền lùm cái chuyền qua chuyền lại tới ầm dưới sông là bà chứ ai nữa à. Mà bà có té đâu, nó té rồi nó không hay à. Ký vô. Bà tuổi con khỉ. Tuổi khỉ 65 tuổi hả bà? 65 tuổi con ơi, nói hoài là gì bao nhiêu tuổi đâu bà nói với con, Phật có biết bao nhiêu tuổi bây giờ. Ông vua gì mà 45 tuổi nữa ta? Bà nói ông vua đất nước đâu, bà nói đó là ông vua tiên vua thánh đâu, con đừng hỏi nghe à. Là ông vua bà đẻ ra đó. 45 tuổi giờ con hiểu chưa à. Ông vua đó có bảo vệ bà không bà? Ông vua lúc nào bảo vệ bà đâu, ông vua trong thân của bà. Thì đâu có ông vua theo, hai cái điện thoại này ông vua cho con chứ về con hỏi hoài vậy à. Bà ăn miếng bà về, đang bà nghỉ ngơi, giờ này mệt rồi, chiều lắm rồi, để cho bà về tắm rửa nữa chưa. Bà ăn không dính luôn hả bà? Cái gì bóng không? Dì bóng ăn chăng hả? Bà nói là con cá bà cũng ăn, là tại vì con cá là bà, con heo cũng là bà, hồi đó vậy đó bà đẻ ra. Rồi bà tạo ra bà cho? Bà đẻ nó ra luôn à. Bà đẻ ra cho ăn bà? Ngày xưa chừng đó có ai đâu. Trong rừng bú không bà cho nó bà tạo ra nhau. Như là mình tạo ra mình ăn được chứ mình sanh ra đâu có được, như con của mình này xong ăn bà. Bà nói trong rừng hồi đó thú vật là gì, thú dữ là gì cũng là bà ở chung với nó. Hồi thời đó có mình nên bà chưa có ai đó, như là... vậy đó bà thương nó đẻ ra, thật chưa là khai thiên lập địa đó bà. Thật cho nên bà với nó đẻ ra sao mà lộn sống chứ bà.
Ông giàu lúc lên bà chứ ai đâu. Bà để ra bà ăn lợi không hiểu luôn á. Bà nói là vậy chứ bây giờ gà nè, nó ra giờ con chấm con mái đéo với nhau rồi, không biết ra cái đống. Con nào cũng đéo nhau đây, chó cũng gì rồi đó bởi trong chó dai xuống đây bà mở với ông chó nó cười bà. Thôi chứ có người ta đông lên bà đâu hiểu không? Vậy đó là sao rồi? Có ông vua này kia nọ bà kêu ngày ra ra nhiều nhiều đó. Cái thời đó là ai nắng lên mình da con người bà? Ai nắng gì đâu bà, nói thời đó đất ở dưới biển bà kêu lên là sao nó trong đất ra nhiều. Thì ba đi đâu bà nói chuyện đó là từ hiện ra. Thì người này người nọ kia ra là hiện như hiện đứa này đứa nọ đứa kia hiện nhiều nhiều cái gì đó về làm việc gì đó. Như đó mình nắng ra bằng đất các bạn. Thì bà nói trong đất ra thì không phải trong đất ra nhưng ở trong thân bà ra. Bà đi đâu bà nói chuyện làm thầm bảy sự suy nghĩ của bà, cái nó ra đứa nghĩ ra đứa ra đứa đứa như bà sáng tác ra bài ca vậy đó, sáng tác kinh đĩa vậy đó. Đó vậy đó. Sao bây giờ khi bà ở trên lâu quá lâu và xuống đây khi xã hội bây giờ nó quá văn minh đó bà, khi bà không hiểu được cái xã hội như thế nào á. Thì bà đi đông người cái thì sợ ta la bà tội nghiệp, con đem mà đi cũng phải bảo vệ bà. Nó tận không tin bà, nó giữ tin ma, muốn cái lễ chiến chiến mấy gà của bà, chiến mà chúa chiến luôn căn vua mất bà ra. Đúng là con làm vua cũng muốn chiến qua bà. Đúng luôn không? Bà cho đất nước ra đời hay không an mà hay là ông đất nước mà hay là ông trời ông đất vừa cho ra trơn ha. Lúc vừa đất nước kiếm trơn. Còn em chứ hết. Chỉ vô cho ông trời mà. Khi nãy giờ con hỏi bà vòng vòng như bà có giận gì con không? Bà giận gì đâu con hỏi đâu bà trả lời nó bà nói là nó chiếm trời, chiếm đất, nó chiếm đất nước, nó chiếm nước uống, nó chiếm đủ thứ, chiếm trời, chiếm dịch, chiếm hết trơn luôn, nó bỏ bà. Kỹ không? Khi bà xuống đây thì khi nào bà về hết định kỳ bà về tránh bà nói là bà ở đây bà có triều đình ở đây thì bà tính ở đây luôn sao? Bà nói triều đình bà đang xây rồi bà lên bà chúa bà lên được kìa. Bà nói chuyện hồi đó bà ở Trường Xuyên chỉnh đó bà xuống đây rồi lên triều đình triều thánh có rồi. Thì bà xuống đây bà ở Trần Giang lâu quá thì bà không lên thiên được cái bà quên đi chả nó bà. Sao quên được đó, chuyện của bà là trực tiếp của bà trên đó, bà còn bà chiến thiết trên đó chứ bà. Bà xuống đây mấy trăm năm rồi bà? Ồ, sao tỷ ba năm bà nói bà trên đó không có bà truyền thiết à, nó giết bà này mất rồi. Nhờ bà truyền thiết của bà ra vô cho ra có gì nó kêu bà đứng có thấy không đó, bà đứng đó. Bà cho nữa là kêu bà đứng ở đây nữa bà viết trên hình bà lớn có to đùng bà cả cái đất chứ bộ bà nhỏ ở đây sao đó là như bây giờ cái này gì ăn không có bọc ăn chút lấy bọc ở đây bà ăn luôn hả ở đây chết đi rồi ăn chết rồi tôi trả cái gì cho nó luôn cho rồi đi giờ bà ngủ giấc buổi sáng rồi cái tối bà có đi đâu mà không về bà mệt bà lo chuyện đất nước nhà nữa bà nói với con á là ngồi á làm việc sáng đêm mà chứ không phải đơn giản đâu sáng là đi ra khi không gặp con nữa mệt quá ở nhà mà có ngày nào bà ở nhà đâu hả răng cưa tới rồi à thì con qua con chị chưa mới qua được với bà rồi cái sáng là mười ở nhà đó bà đi hơn nữa chạy xa nữa mấy tiếng hồ mới tới bà. Bà nói là như vậy á, đứa nào ở bên cạnh bà con đừng có lo, hai chữ đất nước ở bên bà mà nhân dân đồng bào lợi dụng đất nước không mà cái vô cho bà lớn lên à. Công an cũng lên tiếng luôn rồi, nó nói là quần chúng dân chúng bay cứ lợi dụng công an hoài mà không dòng nói tới bà, trời ơi chữ bà ký vô biết bao lâu ký được cho bà đó. Đó. Hết tập đi mà con ghép tập lại đi bà đi về không? Ăn hết đi về. Bà nói với con là nó không ý tới bà nữa đấy con. Bà hồ ly tu 9.000 năm mà chẳng nó bà.
còn chảnh bà lại xuống thế bà. Ồ, hồ ly là ai đâu bà, nói với có hồ ly của ai, nhà vua à, là chú là tu á, là linh thú gì đó, tu tới 9.000 năm là mới thành thành tiên đó bà. Mà thiệt là đó là phải là tu thiệt bà, hả, là ai giới danh bà. Bà đem tu cho ngay bà không đó, bà đẻ bà chúa ra, bà tiên ra, bà đẻ bà nào ra bà đó lắm. Đó, đó nãy giờ con nói bà đó. Già lắm mấy bà không dành chi nữa. Thật sự là bà không, nhưng mà đẻ vua ra giao trong vua hết rồi, là chúa ra nữa thì bà vua hoàng hậu đó, bà vua hoàng hậu liên thánh chúa, trời ơi. Còn bà kia bà đẻ thánh giống, trời ơi, nói hoài không nghe. Bà vua Ngọc Hăng là vua nào đó bà, ý anh công chúa Ngọc Hăng á. Bà nói bà luôn đó, đó luôn. Con bà một đó. Bà xuống thế phải không bà? Bà xuống trời rồi, bà đem đây đi, bà ở đây bà xuống hết nè. Xuống rồi bà chỉ mấy người đó ở đâu bà? Chỉ cái gì? Ở trước mắt khi con thấy không à. Sao con thấy chừng à? Thì bà cho con cắn, con nhìn rồi đó mà không thấy đâu à. Mang là từ từ bà cho để giúp cả nè. Hồi qua luôn. Khi nào mà cho con cái ánh quang con nhìn thấy người này kia cơ bà. Bây giờ nó muốn lắm à, trời đó, nó muốn quá luôn á à, trời. Bà nói từ bà cho con nào kia nó muốn kìa. Ai muốn? Là muốn là thằng tu á. Đây cái này con xin gọi con nhìn trước đó các bạn. Dễ gì mà cho nó còn đừng có lo. Đừng có ăn bà, trời ơi, cái gì dễ à, con dịch ra đời nữa nè. Theo con với nó rồi cho ai? Bà sao con cho nó làm gì nữa, thằng mấy thằng hèn nữa mà. Muốn đối đầu với bà. Dạ. Vậy mà cho đó là chi? Bởi bà nó bảo lỗ đây, bà nhìn đâu thấy đó, nhìn trời thấy vậy, nó đất là nhìn đất nước đó là nhìn trung gian, trung gian. Nó muốn chấm bà. Trời. Muốn là giải danh bà hả? Chấm bà cái gì nữa? Bởi bằng lửa. Cũng trong tới ngày như được gặp mặt vua. Mà hồi từ bà cho từ cho là chuyện nào bà? À, bà biết rồi, để bà nói vương kiến. Chờ tới đó cho chảy chạy kịp á. Sao con ơi, đất nước chọn à? Ngon, ăn là hai việc ngon quá trời, ngon vừa ngồi ngon quá bây giờ mình nằm ngủ không giấc à. Mệt lắm mà sáng giờ làm việc 24/24 à, ngon quá muối bể bà nói dễ đỡ bộ không? Trời đi, nó bỏ nó. Bà la hoài cũng vậy à. Rồi bà bớt ngừng la chút đi ha. Bà đúng là. Mình nói thôi. Bà trong vô là. Để cho người khác làm việc đi. Mà thấy những ít ai la được như bà lắm. Đi ra con, bà nói ba lái xài ngoan con nhìn kìa. Quá là. Bà lái nhưng tại sao? Giống lá xài của bà được. Lá xài này quan trọng quá không? Là nhỏ xíu mà ra được 3-4 lá xài ngoan thì sao bông xài cũng ngoan. Ví dụ các bà có cái ý gõ luôn. Gõ luôn. Gõ vô đó, gõ không. Rồi đây chút tới là bà tính đi phương nào đó bà? Bà ra bà ở đây con ơi, không biết đâu. Bà nghỉ đi phải không? Thì là hết cái nhiệm vụ đi núi đi non gì chứ hai bà? Không biết là nghe, cái đó nó chọn vô chỗ nào bà chưa biết là cái đó không vô chưa đi không tiền quan. Ông vua Phật Kỳ Lạ đúng không? Dạ. Mà con hỏi dám rồi Phật Kỳ Lạ cũng không hông? Như là ông vua xuống là mới chỉ thị cho bà đi là bà đi đó ha. Nếu mà không chỉ thị đi thì bà nhà vô gặp nhà ha. Ngoan quá. Bà nhà gì rồi cái thấy bà ngày cũng ít có ra đường bà ngồi trong phòng chi hả? Bà nói làm việc 24/24 con không có hiểu đâu, không có thời gian nào nghỉ hết trơn á. Bà nằm ngủ chứ không phải ngủ, con chút xíu công việc nhóc hết trơn. Đó, nó đổ nước là ngàn. Thế bà làm việc cũng cực quá hả bà? À, con 24/24 lâu đời, lâu kiếp, hồi nãm, hồi nằm, tới giờ, hồi năm, tới giờ, không tình đổ lục luôn đó, con biết không? Bà đùa khác mài nào đâu vậy hoài. Bà hết thân này tới thân kia, nhà tới ông vua bà chúa ra đời cũng vậy. Hồi xưa chảnh ông vuông đi làm hòn điệu con gặp quốc gia hỏi nó đi à, mấy đời mấy kiếp của nó rồi quốc gia con đất á. Yeah. Gặp nó hỏi câu đi, nó là tôi mấy đời kiếp không, đừng hỏi tôi cũng biết chuyện gì đâu, đừng hỏi nữa đi à, không có nghe là nghe bả thì ông theo bả luôn cho rồi.
Con đâu biết ai đòi hỏi. Thì bởi mấy cái thằng có quần áo đó mà. Thôi cho nhìn thấy đi, bà cho con nhìn thấy. Có con gì nào á, đứa nào đó thì đứa đội nó, con đội nó công an giao thông với ông, mấy đứa kia bông đứa vàng à, không còn nào không. Chứ bà cho con cắn, bà ông vua cũng lấy lợi nữa, làm sao xài. Bà nói không có lấy lợi ông vua để đó, ngoan là đừng hỏi nhiều nào. Thôi chiều tối rồi, 4-5 giờ rồi, bà có đồng hồ mấy giờ rồi, rồi đi về. Bà, 4 giờ về đi con ơi, bà còn việc nữa. Rồi về, về bà ơi. Về để là ghép lại đi, ghép lại. Là xong cái nhiệm vụ đó bà. Trời ơi, 4 giờ tới 27 phút luôn rồi, bà về con ơi, trễ quá rồi, để bà đi bộ về nha. Đưa bà về. Rồi, đưa bà về. Đưa bà ghé lấy giấy nha, lấy giấy.